Đại hội Giáo ngoan Bác Hồ tỉnh An Giang lần thứ 13 năm 2018 diễn ra với các hoạt động thiết thực như giếng và làm lễ báo công tại tượng đài Bác Tôn ở công trường Trưng Nữ Dương, đêm hội nhớ Bác với các tiết mục trình diễn thể hiện tình yêu đối với Bác Hồ, Bác Tôn, ca ngợi công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc giữ gìn và xây dựng đất nước. Cùng với đó là lễ duyệt đội và lễ diễu hành của 203 đội viên tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua của đội và 39 anh chị phụ trách đội giỏi toàn tỉnh đã được tiến hành với sự chứng kiến của các vị lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, hội đồng đội và khách mời. Ba năm học qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật. Cuộc vận động thiếu nhi An Giang thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy đã được các em triển khai sáng tạo, hiệu quả. Các phong trào của đội như đền ơn đáp nghĩa, vì bạn nghèo, nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, kết nghĩa liên đội, nói lời hay, làm việc tốt do chính các em thực hiện đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong chính các em và toàn xã hội. Chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi An Giang luôn luôn được triển khai với nhiều hình thức phong phú, gắn với hoạt động chăm lo hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh đã trao hơn 18.775 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi với tổng giá trị trên 4 tỷ 512 triệu đồng, tiêu biểu như Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Chợ Mới. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phấn khởi và khẳng định, đây là những bông hoa tươi thắm đang tỏa hương thơm trong vườn hoa cháu ngoan Bác Hồ rực rỡ của tỉnh nhà.